Chào bác nha, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác về được ba con máy Nhật bãi rất là đẹp nhá. Đây có hai con thổi lá đeo vai công suất lớn này, và có con cắt cỏ là đẩy này. Cắt cỏ đẩy này là hàng Hupana nhá, hàng cho các bác cắt sân gôn, cắt những đường bằng các kiểu nhá, đấy, mặt bằng đấy. Cực kỳ là ngon luôn, rất là đẹp các bác nhá. Rồi thì số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Để đầu tiên bác nào xem clip nhé, thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Thì em giới thiệu luôn về cái ba con máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên này, đầu tiên có hai con máy 4 thì nhé, hai con máy 4 thì thổi lá là thổi lá đeo vai công suất lớn, hàng công suất lớn nhé, được trang bị công suất là 80cc. Hàng này thì là hàng chuyên dụng cho bác thổi công trình, thổi lá sầu riêng, lá điều, lá cao su nhá, rất đẹp luôn đấy. Con này trọng lượng này, trọng lượng máy rơi tầm 10 cân, hàng 4 thì các bác đeo trên vai, các bác mà thổi lá sầu riêng các kiểu này, dùng những con này nó tuyệt vời luôn, không phải pha xăng pha nhớt nhá. Đây là buồng xăng trắng này, đây là buồng nhớt của nó nhá. Đó, những con máy này thì cánh người già phụ nữ này hay là trẻ em đều có thể vận hành được nhé, giật siêu nhẹ luôn và siêu nhẹ nổ nhé. Đây là buồng nhớt của nó nhé. Thì những cái con này thì mỗi lần các bác thay nhớt, các bác thay cho em là 200ml nhớt nhé. Máy móc thì liền lạc đủ cần ống các kiểu nhé. Đấy, về nó hơi dơ chút thôi, còn liền lạc rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Hàng này thổi lá điều, là cao su, lá công trình, hay là thổi đường đấy các kiểu nhé, hay đơn thuần các bác thổi những cái khuôn viên rộng thì rất là tuyệt vời luôn. Máy chạy cực kỳ lợi xăng. Đây thì em test nổ luôn hai con máy này nhá. Hai con máy này em báo giá công khai trong clip là 3 triệu đồng bao phí ship nhá. Các bác nào mà chốt ấy thì em sẽ dọn dẹp sạch sẽ hơn nhá. Đây thì hàng bãi vừa về này, nó còn dơ dính đất Nhật này. Đấy, nó dính đất Nhật nhá, thì em vẫn chưa vệ sinh kỹ đâu. Gọi là những con máy này về đổ xăng nổ luôn, đổ xăng nổ luôn. Đây nó còn dơ này. Đó. Ok nhá, thì em test hai con máy này cho các bác này. Rất êm luôn. Máy móc thì vận hành ngon lành nhá, bao khói. Ok, hàng 4 thì phải nói là siêu êm. Hàng này thổi là điều là cao su này, hay là thổi công trình này, thổi mạt như các kiểu là rất là mạnh các bác nhá. Giá là 3 triệu đồng một con, là bao phí ship đến tận nhà. Đấy, những con này thì khi con nào chốt thì em sẽ rửa lại các kiểu cho nó sạch sẽ nhá. Đây con này còn đấy, đất Nhật về khá là bẩn nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết cho các bác nhá, máy móc liền là không bẻ vỡ. Giá là đi 3 triệu một con. Rồi tiếp theo thì con em có con cắt cỏ đẩy này. Thì hàng cắt cỏ đẩy này thì bên cửa hàng em nói thật các bác là em không chuyên, cưa kia các kiểu nhà em rất là nhiều luôn. Nói chung là hàng này thì em không chuyên lắm, cho nên là em sẽ bán giá mà cho các bác về tự dọn nhá. Đặc biệt các bác là bác thợ nhá, bác biết về máy móc một chút xíu thì các bác có thể tham khảo con này nhá. Con này thì em không chuyên. Đây thì nó có cái cần gì đây. Nói chung là máy móc này rất đẹp luôn các bác nhá. Series máy này. Hàng này là hàng Hupana Thụy Điển nhá. Con này thì cắt cỏ công suất lớn này, các bác nhìn cái series này như mới luôn nhá. Rồi, máy móc cực kỳ là đẹp luôn, máy móc cực kỳ là đẹp luôn. Con máy này thì mã của nó này là LC nhá, 140SP này, Hupana Ezeni HS123A này, hàng Thụy Điển này. Máy móc thì về nguyên bãi rất đẹp luôn. Con này thì thiếu một cái nắp E này, để về duy nhất chỉ thiếu một cái nắp E thôi. Đấy, máy móc thì là nguyên như thế này nhá. Đấy. Cần số này, dây ga các kiểu này, côn này, đấy, côn này, công tắc ở trên, hình như dây này là dây công tắc này các bác này. Còn đây dây là dây côn nhá. Nói chung cái máy móc này em không chuyên lắm. Đây là máy cắt cỏ đẩy Hupana, chuyên dùng cho các bác đi cắt sân côn, là các bác cắt xung quanh vườn nhà. Cần một con máy ấy nhá. Con máy này thì bên em sẽ bao hơi bao lửa cho các bác nhá. Bao hơi bao điện về cho anh em làm. Máy rất đẹp này. Đấy, trọng lượng máy là 27kg, có ghi toàn bộ thông số đây các bác nhé. Như con máy này thì em sẽ bán giá thợ nhé, là bao hơi bao lửa về cho các bác tự làm nhé. Thì cái hàng này thì em cũng không chuyên lắm, thì chắc là về cũng chỉ vệ sinh cái bình xăng con này thôi, thay nhớt đàng hoàng là được thôi. Đấy, bao hơi bao lửa cho các bác nhé. Bao hơi bao lửa thì em bán cho anh em giá con này là đi bao ship luôn, là đi 4 triệu bao phí ship cho anh em nhé, 4 triệu đồng. Là máy móc là bao hơi bao lửa bao ship cho các bác nhé.
Rồi ok, thì bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 12330 nhé. Rồi, em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.